Ngọc Quỳnh trân trọng kính chào quý khán giả của Đài CBN đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều trên băng tần 14.5. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 2 tháng 4, 2020. Giữa tình hình dịch bệnh coronavirus leo thang, căng thẳng khắp thế giới, kính mong quý vị ở nhà và giữ gìn sức khỏe. Và ngày hôm nay, bản tin của chúng tôi có những tin chính như sau. Một chiếc tàu chở khách bị cách ly ngoài khơi Hy Lạp khi có 20 người dương tính với virus Vũ Hán. Các bệnh nhân lây nhiễm virus Vũ Hán được di tản khỏi các bệnh viện ở Paris. Các sân vui chơi dành cho trẻ em bị đóng cửa tại thành phố New York. Hà Nội lập 30 chốt kiểm soát người ra vào thành phố. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng Ngọc Quỳnh bước vào phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, một chiếc tàu chở khách bị cách ly ngoài khơi Hy Lạp khi có 20 người dương tính với virus Vũ Hán. Một chiếc tàu dân sự chở theo 383 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn vào ngày thứ Tư 1 tháng 4 đã bị cách ly trên hải phận Hy Lạp sau khi có 20 người trong số này xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán. Bộ Y tế cho biết vụ việc đã được phát giác sau khi các bác sĩ và y tá lên tàu xét nghiệm sức khỏe của mọi người và hầu hết những người nhiễm bệnh đều là thủy thủ. Hai người trong số này đã được đưa tới bệnh viện để điều trị ở thủ đô Athens. Một người được xác nhận là mang quốc tịch Thụy Sĩ, 73 tuổi, trong khi người còn lại khoảng chừng 33 tuổi đến từ Indonesia. Ban đầu, tàu chở khách do Hy Lạp làm chủ đang trên hải trình đến Tây Ban Nha từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, lại bị các quốc gia từ chối cho neo đậu do lo ngại dịch bệnh sẽ ngày một leo thang trong cộng đồng dân cư. Vì không được cập vào bến cảng Paris của Hy Lạp, nên kể từ ngày 22 tháng 3 đến nay, tàu đã phải lênh đênh giữa đại dương. Và các bệnh nhân lây nhiễm virus Vũ Hán được di tản khỏi các bệnh viện ở Paris. 38 bệnh nhân lây nhiễm virus Vũ Hán vốn đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Vào ngày thứ Tư 1 tháng 4 đã được một chiếc tàu hỏa tốc chở từ thủ đô Paris đến những tỉnh thành không có nhiều người sinh sống, trong bối cảnh tình trạng quá tải người đang xảy ra bên trong các bệnh viện trên toàn cõi quốc gia. Những hình ảnh do hãng thông tấn Reuters cung cấp đã cho thấy cảnh tượng các bệnh nhân yếu ớt đang được di chuyển lên tàu hỏa trên những chiếc băng ca ngay tại nhà ga Austerly, với điểm đến là thành phố miền Tây Rennes, nơi số người lây nhiễm COVID-19 có vẻ ít hơn. Tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế như máy trợ thở đang khiến cho chính phủ Pháp đau đầu vì tỷ lệ nghịch với số người bệnh hàng ngày đến phòng cấp cứu. Nhiều bệnh viện buộc phải chuyển bệnh nhân sang Đức để chia bớt gánh nặng trên vai. Và trong khi đó, thì hãng hàng không quốc doanh TPA của Bồ Đào Nha sa thải gần 90% số lượng nhân viên vì cuộc khủng hoảng COVID-19. Những chiếc phi cơ do hãng hàng không TAP của Bồ Đào Nha sở hữu vào ngày hôm qua đã được nhìn thấy đậu trên phi đạo của phi trường quốc tế Lisbon sau khi công ty này tuyên bố sa thải 90% nhân viên vì tình trạng thâm hụt tài chính liên quan tới đại dịch corona. Trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 4 tháng 5 sắp tới, hãng hàng không TAP chỉ dùng một số lượng phi cơ nhỏ để chuyên chở các thiết bị y tế, cũng như di tản những cư dân Bồ Đào Nha đang bị mắc kẹt ở ngoại quốc vì lệnh cấm bay. Vài chuyến bay còn lại chỉ được hoạt động trên hai hòn đảo Azores và Madeira, cho tới khi dịch bệnh có dấu hiệu giảm đi. Những nhân viên bị ảnh hưởng bởi quyết định sa thải vẫn sẽ được nhận 2/3 mức lương vào mỗi tháng. Các thành viên hội đồng quản trị thì tự nguyện giảm đi 35% thu nhập hàng năm. Trong khi đó, nhiều trạm kiểm soát an ninh được dựng lên xung quanh thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea vì sự lây lan của virus Vũ Hán. Giới chức trách trên đảo Crimea ngày hôm qua đã dựng lên nhiều trạm kiểm soát an ninh trên khắp các ngã đường ra vào thủ phủ Sevastopol, đông người sinh sống, nhằm để theo dõi nhất cử nhất động của mọi người, trong bối cảnh lệnh cấm đi lại đang có hiệu lực ở khắp nơi vì đại dịch. Hòn đảo này trước đây do Ukraine kiểm soát, tuy nhiên đã bị Nga thôn tính sau cuộc trưng cầu dân Ý vào hồi năm 2014. Thể theo thông cáo từ văn phòng thống đốc Crimea, Mikhail Ravosathe, nhiều người Nga được dự đoán sẽ tới Crimea để nghỉ mát sau khi Tổng thống Vladimir Putin ban hành tuần nghỉ lễ đặc biệt bắt đầu từ ngày 30 tháng 3, trong khuôn khổ của chính sách đẩy lùi sự lây lan của virus Vũ Hán. Đại diện cho Nga ở Crimea là ông Sergei Aksyanov thì lại cấm du khách ngoại quốc đặt phòng khách sạn trên đảo từ nay cho đến ngày 1 tháng 6 tới đây. Lệnh phong tỏa của Ý được kéo dài đến ngày 13 tháng 4. Giới lãnh đạo Ý quốc vào ngày thứ Tư 1 tháng 4 đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa vì coronavirus trên toàn quốc sang đến ngày 13 tháng 4 sắp tới, thể theo thông cáo do Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza đưa ra. Sau nhiều ngày chứng kiến số người lây nhiễm virus Vũ Hán gia tăng ở mức chóng mặt, kết quả khảo sát trong tuần này cho thấy tổng số người bị ảnh hưởng trên toàn quốc đang trên đà chững lại. Tuy nhiên, thông tin này không đủ thuyết phục để chính phủ Ý nới lỏng lệnh cấm đi lại ở khắp nơi. Chỉ tính riêng trong ngày thứ Ba đã có thêm 4.053 người xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ý hiện đồng thời là quốc gia đầu tiên ban hành kiểm soát và cấm đi lại vô cùng khắt khe ở châu Âu. Nhằm để giúp cho người dân cảm thấy đỡ ngột ngạt và nhàm chán, chính phủ Rome đã cho phép các bậc cha mẹ đưa con đi di tản bộ gần nhà, nhưng lại không mở cửa những khu công viên. Bản tin thế giới, thưa quý vị. Các nhân viên cứu trợ nhân đạo đang phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Congo, Libya và Syria. Giới chức trách Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Tư 1 tháng 4 đã lên tiếng cảnh báo về những mối đe dọa liên quan tới đại dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang gây ảnh hưởng tới các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại những quốc gia bị chiến cuộc tàn phá như Congo, Libya và Syria. Trong cùng một phát biểu đưa ra trong buổi điện đàm cùng đại diện của Liên Hiệp Quốc, Giám đốc Quỹ Nhi đồng UNICEF ở Congo, Edouard Beidelder, cho biết quốc gia này đang có khoảng 100 người xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán và 8 người trong số này được cho là đã qua đời. Nếu như không kịp thời ngăn chặn, dịch bệnh sẽ gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo vô cùng tồi tệ, trong bối cảnh Congo vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau 20 tháng chiến đấu với bệnh dịch Ebola. Tại Libya, cũng đã có 8 người lây nhiễm dịch bệnh suy hô hấp COVID-19, trong khi Syria vào hôm Chủ nhật ghi nhận được trường hợp tử vong đầu tiên vì dịch bệnh. Các công dân Australia và New Zealand rời khỏi Nepal trên các chuyến bay do chính phủ chi trả. Một chiếc phi cơ do chính phủ chi trả vào ngày thứ Tư 1 tháng 4 đã di tản 257 công dân gốc Australia và New Zealand về lại cố quốc sau nhiều ngày mắc kẹt ở Nepal vì lệnh phong tỏa cũng như cấm đi lại, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang ngày một leo thang ở khắp nơi. Sau khi chính phủ Nepal tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa trên toàn quốc đến ngày 7 tháng 4 sắp tới, nhiều người ngoại quốc đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan ở quốc gia Tây Nam Á này. Đại sứ Australia ở Nepal, ông Peter Butt, suốt vài ngày qua đã kêu gọi người dân quay trở về nhà trước khi quá trễ. Nhiều máy bay do chính phủ các quốc gia bỏ tiền thuê mướn đã lần lượt tới Nepal để di tản công dân. Và tính đến nay, đã có 5 người bị nhiễm virus Vũ Hán tại đất nước vùng Hy Mã Lạp Sơn này, thưa quý vị. Vâng, vừa rồi là phần tin thế giới. Kính mong quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài CBN. Ngọc Quỳnh sẽ quay trở lại tiếp tục với tin Hoa Kỳ sau một vài thông tin bảo trợ thương mại. Cảm ơn quý vị.